Xin chào mọi người, đây hiện tại là mình đang đứng ở cái đám vườn của mình. Hiện tại thì đã đào xong hết rồi mọi người ơi. Đây, mình cho mọi người xem ha. Đây là mình trồng củ gừng thì phải làm đường thoát nước nha mọi người. Đây là cần cẩu nó đào nè. Đó, cần cẩu đào nha. Cái đường thoát nước là xung quanh hết luôn. Tất cả là còn phải cần cẩu phải đãi đá nữa nha mọi người. Đây là tròn chỉ nha, những mà cục đá li ti nhỏ nhỏ thôi, không có để đá bự. Là cũng hên là sao cái đám vườn này hồi xưa là ông chủ đất này ông mua là ông đã đãi đá sơ qua hết rồi, cho nên tới lúc mà mình lại đãi thì nó nhanh lắm. Cái đám này là có 3,5 công, đám này 3,5 công mà đãi đá ha, đãi từng miếng luôn á nha, đãi giống như ra như mình sắp hàng cầu thang đi luôn đó, là chỉ có 2-3 ngày là xong rồi. Đá đất rất là đẹp, đất rất là đẹp luôn, rồi á, làm rất là bằng luôn nha mọi người. Đây mình đứng lên cao cho mọi người xem nè, đó, đây, đây là nước thoát gừng thì mình phải làm tòa mà cái đường thoát nước nha mọi người, tại vì gừng á mà ngập nước thì không được nha, cho nên là vòng vòng là mình phải làm đường thoát nước trước, nó gì nè, vòng hết luôn, đó, đó vòng vòng luôn nha, thấy không? Vòng vòng đường thoát nước hết luôn, là đất rất là bằng luôn. Hiện tại thì mình đang chờ đợi là máy xới nhỏ mọi người, nó xới cho có luống á, để mà mình mới có thể trồng gừng được đó. Thì hôm nay thì mình không có bán mãng cầu, hai vợ chồng mình lên để mà chuẩn bị mà đồ nghề để mà trồng nha mọi người. Tới lúc mà mình trồng á, mình trồng cách hàng như thế nào ha. Cái đám này là mình không có trồng na dứa nữa, mà đám này là mình trồng na bở nha mọi người. Mình sẽ ghép na bở, mình sẽ lựa giống to giống bự ha, mình sẽ ghép, mình không có trồng na dứa cái đám này, tại vì đám này mình trồng na bở thì mình sẽ trồng nó cây cách cây nó gần với nhau hơn, tại vì cái cây na bở nó rất là chậm lớn, nó phát triển rất là chậm, cho nên là mình phải trồng là sát với nhau, chỉ là cái đường xe chạy thì mình sẽ làm cho nó rộng thôi đó. Mọi người xem ha, miếng đất này là 3,5 công nha. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc có lẽ là tính tầm nhỏ mọi người, chứ không có tính tầm lớn như bên Việt Nam mình 1,000 m² đâu. Theo mình nghĩ bên đây nó tính tầm nhỏ, tại vì ở bên đây nó tính 1 ký cũng có 600 g á, thuộc dạng 1 cân á mọi người. Đó, thì đây hiện tại thì mình đang cưa tre nha mọi người. Đang cưa tre. Đây nè. Đó. Hiện giờ là mình đang những cái cây tre này nè. Đó, cái tre này là hôm bữa mà mình chổi lên á, hôm bữa mình chổi lên những cái nhánh mà sụ xuống đó thì hai chồng mình thu lợi, mình tận dụng lợi mình làm ha, rồi mình cưa ra làm hai. Thì những bạn nào á mới trồng ha, thì trước khi mấy bạn trồng thì mấy bạn nên chuẩn bị giống như mình vậy nè. Đó, mấy cây tre mấy bạn cưa ra tầm độ như thế này, khoảng chừng 1,5 m à, đây nè. Đó, cái cây này nè ha, cái cây này thì tầm 1,5 m thôi. Đó, mấy bạn cưa ra, mấy bạn chặt nhỏ. Khi mà mình trồng cây á là mình đi kèm nó luôn nha mọi người. Đó, khi mà trồng cây thì mấy bạn đi kèm nó luôn, đi kèm nó để mà mình cắm cho cây nó chắc luôn. Đó, để mà cho nó lúc mà nó lớn lên á thì mấy bạn cũng dễ cột cho nó đứng nữa. Nhưng mà mình nè, mình trồng á, đây là cái cây chưa ghép nha mọi người. Có mấy bạn hỏi mình là cái hột trồng có lên không? Cái hột trồng là không lên nha mọi người. Cái hột trồng lên là mình chỉ lấy cái cây thôi, rồi mình sẽ ghép lại nữa nha. Đây là vụ đợt 2 của mình. Hôm nay là sẵn đây mình trả lời câu hỏi luôn ha. Là mình trồng cái hạt lên là mình chỉ lấy cái chân gốc thôi. Đó, mình chỉ lấy cái chân thôi chứ mình không có lấy mà cái hạt đó để mình còn ghép lại nữa nha mọi người. Đây mình cho mọi người xem đây nè, cái cây này là hồi năm rồi mình ghép nè. Đây mình cho mọi người xem ha. Hôm nay mình lo bán, mình không có thời gian đi làm cỏ luôn á mọi người. Đây là mấy bạn là lấy cái hạt na dứa. Đó, lấy cái hạt na dứa là mấy bạn trồng lên như thế này, mấy bạn thấy cái cây na dứa nó lên rất là nhanh. Đó, mình cái này là mình ghép nè, mà mình chưa có tháo dây ra cho nó bị xiết vô thịt nè mọi người. Đó, không có thời gian, làm nhiều quá thì nó cũng bạn gọn ha. Nhưng mà những cái việc này thì tới lúc mình cắt đầu chọc á thì mình thấy là mình làm luôn à. Bây giờ thì chưa có thời gian cho nên mình chưa có đi đó. Tới lúc mà mình cắt đầu chọc ha,
thì mình thấy là mình tháo ra trơn à. Mình lấy cái mũi dao á, mũi kéo mình nhắn một cái là ra liền à. Đó. Cái gốc này là cái gốc na dứa nha mọi người. Mọi người thấy cái gốc nó khác nhau nha. Mình thì mình thích trồng cây na dứa hơn, tại vì cái cây cái gốc na dứa này á nó có thể giúp mình có thể là sống lâu á mọi người. Cái dạng cũng như là nó lâu chết á. Chết thì nó sẽ chết nha. Không phải là mình nói là trồng cái cây na dứa nó không chết. Chết thì nó phải chết. Nhưng mà cái hạt na dứa mình trồng lên á, nó thì tới lúc mà mình ghép á, nó lớn rất là nhanh. Nó lớn đều á mọi người. Dạng như mấy bạn mà sử dụng gốc na bỏ đi, nha, gốc na bỏ đi thì cái gốc này nó ốm lắm ha, mà ở khúc ở trên đây na dứa thì nó mau lên, nó mập. Giống như ra như là cái chân nhà mọi người xây nhà mọi người không có đóng cừ vậy đó. Nó rất là nguy hiểm. Nó rất là khiến cho cái cây nó dễ bị chết. Thứ hai nữa là gió thì nó chịu đựng không được. Đó. Nhưng mà cái cây na dứa này thì nó chịu đựng được nha. Cây na dứa này là mình trồng cái hạt lên xong rồi mấy bạn ghép lại ha. Mấy bạn ghép lại nữa. Đây là mình ghép nè, cái dấu ghép nè mọi người. Đó. Đó mấy bạn ghép lên, mấy bạn chừa, ghép lên chừa hai nhánh như mình nè. Đó. Đây là cái cây này hồi năm ngoài mình ghép nè. Đó nó lên. Thì chẳng hạn như mình á, tại vì ở đây nó dính liền nhau, nó gần nhau nè. Đó, nó gần các bạn thấy không? Nó gần. Cho nên mình chừa nó không có rộng, mình không có chừa rộng ra. Thì mình sẽ chừa ở trên đây để mà mình quằng. Mình quằng cho nó ra hai bên. Đó. Thì mấy bạn nhìn vườn của mấy bạn mà mấy bạn chừa nhánh. Đại khái là nhìn vườn nha. Tự nhiên mấy bạn chặt, mấy bạn mà dạng như những bạn nào mà tính trồng mà nhiều cây á thì mấy bạn trồng cây cách cây tầm 2 mét là được. Tầm 2 mét là nha. Tầm như cái cây này của mình nè. Cây này qua cây kia tầm 2 mét là ok. Tôi thích trồng 2 mét à. Nhưng mà hàng cách hàng á, hàng cách hàng thì mấy bạn phải xem bờ của mấy bạn nha. Chẳng hạn như miền Tây mình á thì có người làm bờ 5 mét, có người bờ làm 3 mét rưỡi 2 mét. Thì tùy theo diện tích đất ruộng của họ thì mình không biết. Nhưng mà cây cách cây á, mấy bạn có thể trồng từ 2 mét tới 2 mét rưỡi là được. Những bạn nào mà mới trồng đó, đây nè, như cây mới của mình nè, để mình cho mấy bạn xem ha. Mấy bạn trồng cây cách cây tầm 2 mét rưỡi là được. Mình cũng trồng tầm 2 mét tới 2 mét rưỡi thôi. Cái đám mà mình mới quay đầu tiên cho mấy bạn xem đó thì mình cũng trồng từ 2 mét tới 2 mét rưỡi. Mình không có trồng xa. Đó. Cây cách cây như thế này là ok lắm. Nhưng mà mình phải chừa cái đường cho xe chạy là được. Chừa cái đường ha. Tại vì cái đường á là nó tới 3 mét. Cái đường là mình chừa tầm 3 mét tới 3 mét rưỡi. Thì chủ yếu là mình quằn cho nó ra cái đường luôn. Chủ yếu nó nha. Chủ yếu là mình cho nó ra đường. Để mà mình che lợi giống như gan như một cái gạp đám cưới mọi người. Nó cong như vậy đó. Đó. Như là cái vườn của mình nè. Như mấy bạn xem vườn mình là mình cho nó đều nè. Mình cho nó đều ha. Mấy bạn xem mình thấy, mấy bạn thấy mình cho nó đều không? Đó. Cho đều như thế này. Thì mấy bạn sẽ thấy ở dưới chân nè, nó rất là mát. Nó rất là mát luôn. Nó khi mà mình đi làm á thì mấy bạn sẽ thấy rất là dễ dàng khi mà nó qua cái đầu tí xíu thôi nha. Mấy bạn đừng có quằn thấp quá. Một quần quằn thấp quá là tại vì mấy bạn đừng có nghĩ là cái cây này nó càng bự như cây cổ thụ, không có nha. Khi mà mình quằn cái nhánh của nó ra dài như thế này thì khi mà cái trái nó nặng nó xù xuống, nó đè xuống á, một trái 1 ký mà 4 5 trái thì nó đè 4 5 ký trên cái nhánh ha. Thì từ từ nó sẽ quằn xuống nha mọi người. Nói với mọi người thấy xem mình quằn nó giáp nè. Nó giáp như thế này là rất là ok luôn. Mình cũng mình chỉ với mình chỉ mấy bạn là mình chỉ rất là tỉ mỉ ha. Mình nói thì nhiều lúc mình mít lòng mấy bạn nha, nhưng mà cái này mình nói thiệt nha. Mình chỉ muốn bày tỏ là sự chân thành của mình thôi ha, để mà mình nói cho kỹ lưỡng hơn. Đó mấy bạn thấy ha. Những cái nhánh mà mình quằn như thế này nè thì cây cách cây á tầm 2 mét tới 2 mét rưỡi là ok không sao. Nhưng mà chủ yếu khi mấy bạn mà tạo tàn cho nó ra ngoài là nó rất là quan trọng. Tháng 3 tháng thanh minh tôi về Việt Nam ha, thì có cơ hội mình có thể đi tới nhà của ai chơi ha, để mà mình chia sẻ cái gọi là tại hiện trường cho mọi người xem ha. Tại hiện trường không biết mình có rảnh không ha. Mình không hứa, tại vì ví dụ mà mình có thời gian ha, mình sẽ đi tới vườn của mấy bạn rồi mình làm tại hiện trường luôn, để cho mấy bạn có thể nhìn thấy thật sự hơn là trong video của mình quay. Đó, thì mình cũng như mình nói hiện tại cho mấy bạn xem đó. Cây mấy bạn quằn như thế này. Đó, quằn như thế này ha. Thì mấy bạn chừa cây. Rồi những cái nhánh, cái tầm quan trọng nhất là mấy bạn phải làm sao để cho những cái nhánh này nó ra đầy đủ. Nè, những cái nhánh này nó ra đầy đủ mới là tầm quan trọng. Nằm ngang nha mọi người. Mọi người thấy mình quằn đây là nằm ngang không? Để cái đây là cái tầm quan trọng nha. Mấy bạn đừng có cho để đứng. Để đứng là nó sẽ
một nhánh chết, một nhánh sống. Có nghĩa là để đứng lên á là một nhánh chết, một nhánh sống ha. Vườn của mình thì không có nhánh đứng để trình bày cho mấy bạn ha. Mấy bạn mà để cho nó đứng lên á là thường thường nằm ở khúc trên này nè. Cái đường trên á, cái đường trên là nó lên mầm dưới dần lắm. Nhưng mà ở dưới này là chết ngắt hết trơn. Nó cho nên mình phải để cho nằm ngang thế này. Bạn thấy ha, nhánh nào mình cũng bằng nằm ngang cả. Đây, vườn của mình nè. Đó. Thì mình sẽ thiết kế cái đám vườn kế bên nó cũng đại khái như thế này. Nhưng mà là cây na bở khổng lồ, mình sẽ ghép na bở khổng lồ ha. Nó đại khái như thế này thôi. Nhưng mà na bở thì nó sẽ lớn chậm hơn na dứa. Như bạn thấy như là cái đám mà hôm qua mình quay á thì trái ít hơn ha. Nhưng mà mấy bạn thấy đi, đây những cái cây mà bự á ở trong trái rất là nhiều. Cây này tầm 30 trái. Tầm 30 trái nha. 2 4 6 8 12 4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 khoảng tầm 35 trái. 35 trái nha. Cái cây bự thế này tầm 35 trái nè. Nhưng mà hôm đầu mùa thì mình không có phải để 35 trái đâu nha mọi người. Năm hôm mà đợt đầu tiên á là cũng tầm 50 trái đó chứ không phải là 35 trái đâu. Nè. Đây là cây na dứa nè. Đây là cây mà mình trồng hạt năm nay mình sẽ ghép nè mọi người. Đây mình cho mọi người xem ha. Cái này là trồng hạt lên nha mọi người. Đây nè, đó. Mình hôm tháng 5 tháng 6 giờ mình mới trồng nha, chứ mình không có trồng đầu năm nữa. Hôm tháng 5 tháng 6 bây giờ qua mới có tháng 2 là. Đó. Chưa tới năm nha mọi người. Đây. Chưa tới năm mà mình cho nó đi chung với cây thì mình cũng không chấp chăm chỉ là cái cây này nó sắp chết nè, nó chết mình trồng nè. Đây mọi người xem ha. Nè. Thấy không? Cây này là cái hạt na dứa trồng lên nha mọi người, hạt na dứa trồng lên. Năm nay mình ghép chứ không phải là mình trồng lên còn là mình cho để trái nha. Mấy bạn nhìn thấy cái lá của nó không? Cái lá của nó khác hơn cái lá mà đã ghép qua rồi. Đây. Đây, nhìn đi, khác liền luôn. Mấy bạn nhìn thấy không? Cái lá của nó dày hơn. Cái lá mà chưa ghép nhìn nó dày hơn. Nó dày nó bự hơn. Nhưng mà lá ghép gọn nhìn nó xanh mướt đẹp hơn. Hai lá hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Mọi người nhìn nè. Hoàn toàn khác nhau, không giống đâu nha. Cái cây mà chưa ghép với cây ghép gọn nhìn nó biết liền. Những người mà làm lâu năm ha thì nhìn biết liền. Còn mấy bạn thấy mình trồng cái cây này ở bên đây phải không? Đây mình sẽ cho giải thích thêm một cái chỗ này để cho mấy bạn, những bạn nào mà đã cắt nhánh mấy bạn nên cẩn thận nha. Đây, như cái cây này của mình nè. Nó thì hôm trước á, hồi hôm 2 năm trước á thì cái nhánh này nó qua. Cái nhánh này nó qua thì mé bên đây nè. Mình không có quằn. Nó nhưng năm nay cái cây mình ở đây nó chết rồi nè. Các bạn thấy không? Nó chết nè. Đó. Thì lúc mà cắt đẻ trái á là cái nhánh này mình chừa lại nè. Mọi người thấy không? À, lúc để trái cái nhánh này mình chừa lại. Đó, để mình quằn qua. Đó, bây giờ thì mình sẽ quằn qua. Năm nay mình quằn qua mấy bạn xem nè. Mình cắt nhánh á là khi cần cắt nhánh mình cắt nhánh đẻ thì mình có thu nhập. Nhưng mà khi á mấy bạn mà cắt nhánh thì mấy bạn cũng phải chú ý. Ừ, cái cây bên đây nó chết thì mình chừa cái nhánh để mình quằn ra. Cái nhánh này cũng không phải là chuẩn lắm nha mọi người. Đây nè, cái nhánh này là cái nhánh không chuẩn nha. Nhưng mà mình trước tiên mình phải quằn đi. Mình quằn xong rồi đợi cho nó cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Năm nay mình kích mầm cho nó ra. Rồi mình sẽ chừa ở đây. Đó, mình sẽ chừa ở đây nha. Cái nhánh này là mình quằn ra để năm nay nó có thể giúp mình kiếm được vài trái là ok rồi. Kiếm vài trái. Còn đây mình còn một nhánh nữa nè mọi người. Đây. Mình còn một nhánh mình còn qua nữa nè. Đây nhánh này. Đó. Là mình có thể hai nhánh. Chưa đó nha, còn nữa nha. Còn nữa. Đây, nhánh này nữa nè. Đó. Khi mà mình cắt nhánh đẻ đó thì mình chú ý hết trơn rồi. Nhánh nào chừa, nhánh nào không chừa là mình chừa. Nhánh nào đây nè. Các bạn thấy tại sao nhánh dưới này mình không chừa? Mình không chừa tại nó gần quá. Mình chừa ở đây. Đó, mình chừa nhánh này bự hơn nè. Đó. Một nhánh ha. Là ba nhánh ha. Còn đây nữa nè. Đây một nhánh nữa. Đây. Nhánh này nè. Đó, mình sẽ cho nó ra đây. Các bạn thấy không? Đó, nhánh này mình cho nó ra đây nữa. Thì hiện tại thì ví dụ như cái cây này nè, mình quằn ngược trở qua đây nữa ha, thì cái cây này nó bự rồi. Các bạn thấy không? Ba nhánh nha. Đây. Đây một nhánh. Đó, đó một nhánh, hai nhánh, hai nhánh dưới kia cái này mình mới trị nữa. Là nó sẽ đưa qua đây đã bốn nhánh rồi. Bốn nhánh là chỉ mé bên đây thôi nha. Mình chưa có tính mé bên kia nha. Nó mình chỉ tính mép bên đây thôi. Còn ở bên đây nữa nè. Ở bên đây còn hai nhánh nữa nè. Ở bên đây còn hai nhánh nữa nha. Chứ không phải là ở bên đó chỉ là bốn nhánh rồi. Đó. Bốn nhánh còn đây nữa nè. Đây, nhánh này cho nó qua đây. Đó. Nhánh đó còn qua thêm một nhánh nữa. Còn cái đọt này nữa. Cái đọt này mình sẽ cho qua đây một cái nữa. Là nó muốn giáp rồi.
Nhưng mà những cái nhánh nhỏ này mấy bạn chừa ha, mấy bạn không được chừa dài nha. Mấy cái nhánh nhỏ này là không được chừa dài nha. Chừa tầm 2 gang rưỡi là được. Đó. Chừa tầm tới đây là được, 2 gang rưỡi là được. Tại biết chi không? Để cho nó bự lên. Năm nay mình chừa là không phải là mình ăn liền, nhưng mà năm nay mình chừa là đợi 2 năm sau mình ăn. Các bạn hiểu không? Đó. Cái mình nói đây là mấy bạn phải chú ý nha. Những bạn hiện giờ đang cắt đầu chọc mấy bạn phải chú ý nha. Còn bên đây, cái cây này là cái cây con, thì năm nay mình ghép lên, năm tới á thì chưa, thì có đẻ thì cũng 1-2 trái, hoặc là mình cũng có thể là không có đẻ. Những cái nhánh đây mình chừa nữa nè, mình chừa hoàng qua nè, mấy bạn nên chú ý ha, cắt nhánh đầu chọc ha, hoặc là cắt nhánh đẻ ha, thì mình phải chừa nhánh. Đây một nhánh nha, mấy bạn thấy ha, đây là mình chừa một nhánh nè, một nhánh để hoàng nè. Còn đây nữa nè, đây một nhánh nữa ha, còn đây nhánh nữa, còn đây nữa nè. Thì bên đây nè, cái cây này nè, cái cây bên đây đây nè, mình quàng qua ít nhất cũng 4 nhánh nữa, các bạn thấy không? Đó, những cái nhánh mà dài dài mình chừa đó, các bạn thấy ha, đây những cái nhánh mà dài dài mà mình chừa đó là mình quàng bên đây qua 4 nhánh nữa, còn cái cây bên kia mình quàng qua 6 nhánh nữa là nó đã đâm qua bên đây 10 nhánh là nó sẽ từ từ, khi mà năm nay mình ăn xong cái cây này để nó lên, cái cây này để nó lên ha, nó lên là vừa luôn, nó lên là mình cho nó làm nhỏ nhỏ giống như cái cây đầu tiên cái nãy mình quay đó là ok, là cái chỗ này nó sẽ giáp luôn nè bạn, nó giáp luôn đó. Khi mấy bạn cắt đầu chọc ha, những bạn hiện tại đang cắt đầu chọc, mấy bạn phải chú ý nha, phải chú ý chừa nhánh, nhất là những cái cây mà mấy bạn chết như thế này, nó những cái cây chết ha, thì mấy bạn phải chú ý cho mình. Đây để mình đi kiếm mình chỉ thêm, mình quay thêm mấy bạn, tại hiện giờ mình chưa có cắt, mình chưa có, đây cái cây này nè, nó cái cây này là cái cây mới quằn, mới tạo dáng luôn. Đây mấy bạn thấy mình quằn nhánh không, mình quằn nhánh á là không phải là ý một, mình phải làm năm nay mình tạo cái dáng này, là những cái cọng dây này mình chuẩn bị cả năm sau. Mấy bạn thấy cọng dây của mình không, đó mình quằn như thế này nè, đó hiện giờ cái nhánh này nó ra nè, đó để xuống quá ok luôn, để xuống không, đó nó có giống như là mình làm sẵn cho nó cái vàng, các bạn biết không, đó đây một nhánh nè, để qua nhánh bên đây để thêm 2 cái nhánh trên đây, nhánh nữa là 3, là phía bên đây là giáp rồi đó, mấy bạn thấy bên mình giáp không, giáp hết trơn rồi đó. Còn cái cây này nè, đây nè, cái gốc này là cái gốc của cái cây bình bát nè mấy bạn, cái gốc nó khác liền luôn. Này gốc của nó nè, gốc của cây bình bát thì người ta nói là cái gốc này á nó rất là dễ bị lớn, nó gơ lớn rất là nhanh, nhưng mà nó bị khuẩn rất là giỏi luôn, khuẩn ha, mau chết rất là giỏi ha, nó chịu chết là chết đơn nha mọi người. Này mọi người thấy ha, đây là nó chết thì kệ nó đi, mình có chuẩn bị sẵn, mình có chuẩn bị sẵn hết. Đây đây nè, cái đọt ở bên đây 2 đọt, mấy bạn cho nó qua ở trên đây, cho nó qua đó, mình cho lên 3 nhánh thôi, nhưng mà năm nay cái cây này là tầm 2 năm rưỡi nha mọi người, cái cây này là tầm 2 năm rưỡi rồi, nó có nhánh nó ra thế này nè, thì năm nay á là cái cây này mình 2 năm rưỡi, năm nay mình quằn một cái nữa là cái cây này nó đều gan luôn, nó đều luôn rồi, là năm tới là bắt đầu là mình tầm năm tới tháng 7 là tầm 3 năm, giáp 3 năm là tha hồ mà cho để trái rồi đó, tha hồ luôn nha. Cái này là vụ 2 được 3 trái nè, tại vì mình vừa dưỡng trái mọi người, vừa dưỡng trái vừa nuôi cây, cho nên mình không có một cây đợt đầu đợt 2 chắc tầm chục trái cho lợi không tới nữa, bữa này 3 trái chắc đợt đầu mình để chừng 3 trái tới 5 trái, không tới 10 trái đâu đó, các bạn xem ha, nó mình chỉ rất kỹ lưỡng rồi đó nha, mình mấy bạn chú ý quằn nhánh. Mình thấy có nhiều người quằn chưa đúng nha, nó chưa đúng, có một bạn ở Vũng Tàu họ quằn rất ok, một bạn ở Vũng Tàu quằn rất ok nha, các bạn đó là cây mới trồng, đây cây con của mình nè, nó mấy bạn xem ha, cắt nhánh chừa đàng hoàng luôn đó, đây cho mấy bạn xem nè, đây nè nó rụng nè mọi người, mình gom lại mọi người biết không, nó rụng cái mình gom lại á, mình để một chỗ á, để mình dễ dẹp á, những cái chỗ khác không có nhưng mà chỗ này thì nó vậy đó,
mình gom lại, nó cũng cũng chứ không cũng đâu. Mấy bạn đừng nghĩ rằng Đài Loan lợi hại nha, không lợi hại chút nào. Nó rụng thì cũng như chơi, nhưng mà có cái là mình có thể khắc phục cho nó bớt rụng. Khắc phục cho nó bớt rụng thôi. Chứ cái loại này cũng là cũng bẩm sinh nha mọi người ha. Đó. Đây nè, cái cây này nó chết nữa nè mọi người. Chết nè, thấy không? Đó. Cây này chết nè. Thấy không? Cái cây này là nó chết rồi nè. Nhưng mà mình đây cái cây con mình chuẩn bị sẵn rồi nè. Các bạn thấy không? Cây con lên rất là đẹp. Đó. Thì bây giờ những cái nhánh này mình quàng ra quá ok luôn. Nó mình chuẩn bị sẵn hết trơn. Các bạn thấy cái gốc của nó khác nè. Gốc này là gốc cây na dứa nha. Gốc của cây na dứa. Các bạn thấy cái làn da của nó khác nha. Đây. Gốc này là của cái cây bình bát nè. Gốc bình bát hồi xưa chủ nó trồng á mọi người. Nè. Các bạn thấy không? Khác liền, khác xa một trời một vực luôn. Các bạn có thể chụp hình lại xem mà không sao ha. Đó. Rất là mau chết. Đẹp thì đẹp lắm. Vụt thì vụt dữ lắm, nhưng mà chịu chết là mình chịu thua ha. Còn cây na dứa nè. Cây na dứa thì nó từ từ không sao hết á. Cái gốc na dứa lý do tại sao mà mình cứ khuyên mấy bạn nên sử dụng gốc na dứa. Ở bên đây thí nghiệm nhiều năm lắm rồi. Thí nghiệm rất là nhiều năm luôn rồi ha. Thì clip này mình nhập tâm dữ lắm. Mình nói mình nhập tâm nha mọi người nha, mong mọi người thông cảm nha. Là clip này thì nó hơi dài, nhưng mong mọi người xem tới xem lui giùm mình ha. Để mấy bạn hiện giờ mấy bạn đang cắt đầu trọc nè. Mấy bạn chú ý chừa nhánh rồi mấy bạn cắt cho nó dễ ha. Để cho nó tạo cái dáng ra tròn ôi sang năm mấy bạn nhìn. Nó đẹp như vậy luôn mấy ông mấy bà ơi. Đó. Nó đẹp như vậy một cái là kiếm tiền bảy tay. Mấy ông ở bển nè, bán một ký là trăm mấy ngàn, ngon hơn em ha. Em bán 6 ký có 400 ngàn thôi, mà em còn bao cước nữa đó. 6 ký mà chỉ có 400 ngàn. Rồi em còn phải bao cước nữa ha. Rồi đây. Đó, vườn đẹp ha. Mọi người cứ đăng ký kênh cho mình ha. Đã vô vụ làm rồi. Để mỗi clip của mình đăng lên á, mấy bạn có thể xem và lập tức làm vườn của mình liền luôn ha. Những gì mấy bạn muốn biết thì cứ bình luận cho mình để mình hiểu thêm, để mà mình có thể chia sẻ thêm cho các anh các chị ha, rồi các chú cô bác gì ha. Đó, cần biết gì thì cứ báo em ha, em sẽ moi cả tim gan ra để chia sẻ cùng anh chị luôn ha. Rồi nha, bye bye nha.